Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình học tiếng Trung online của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Các bạn thân mến, chúng ta đang bước sang bài số 12 của series Giáo trình phát triển Hán ngữ. Và bài hôm nay chúng ta sẽ học về một chủ đề vô cùng thú vị. Ai khó nghĩa là sở thích. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Tôi tên là Thu Hà, đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần từ mới. Hôm nay chúng ta học về chủ đề sở thích. Do vậy mà đầu tiên hãy học những từ để biểu thị xem bạn thích thứ gì hoặc sở thích của bạn là gì. Chúng ta đều biết từ thích đó là từ chỉ khoản. Và sở thích là ai khó. Từ này chúng ta sẽ đọc là khó chứ không đọc là khó. Trong trường hợp này nó sẽ đọc là khó. Ai khó là sở thích. Ngoài ra chúng ta còn có một cái cấu trúc đó là tuy sở mơ yǒu xīngqù. Đuì shěme yǒu xīngqù? Huòzhe yǒu xīngqù. Hoặc là đuì shěme gǎn xīngqù. Xīngqù ở đây là hứng thú. Vậy thì đuì shěme yǒu xīngqù có hứng thú với cái gì? Đuì shěme gǎn xīngqù cảm thấy hứng thú với cái gì? Chúng ta có thể dùng ba cái từ này để biểu thị xem bạn thích làm gì. Ví dụ như là 我喜欢学汉语 tức là tôi thích học tiếng Hán. Nhưng mình cũng có thể nói 我的爱好 我的爱好是学汉语. Sở thích của tôi là học tiếng Hán. Và mình cũng có thể dùng cấu trúc 我对学汉语有兴趣 hoặc 我对学汉语感兴趣 都可以，对不对？Chúng ta có thể dùng ba cấu trúc này để chúng ta biểu thị cái hứng thú của mình, cái sở thích của mình, thích làm cái gì. Đó, mình sẽ nắm được nhá, để cho cái cách diễn đạt của mình nó trở nên phong phú hơn. Thế thì sau khi mà chúng ta nắm được những cái từ cơ bản này thì sau đây chúng ta sẽ đến với lại những cái danh từ hoặc là động từ để nói về các cái sở thích cụ thể. Bài hôm nay chắc chắn là tôi nghĩ mọi người đều cảm xin trị, tức là tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy hứng thú. In vậy, 我们一般都喜欢做自己喜欢的事儿，对吧？ Tức là thông thường thì chúng ta đều thích làm những thứ mình thích. Cho nên là nói về chủ đề sở thích, nó là một chủ đề có thể gợi nhiều hứng thú cho chúng ta. Ở đây chúng ta có một số những từ như sau. Thứ nhất là nếu như chúng ta thích thì chúng ta sẽ tham gia một cái lớp học về cái sở thích của chúng ta. Thì cái môn học người ta dùng từ khưa và lượng từ của nó là mến. Ví dụ hôm nay, và chúng ta ghép từ sinh trị. Hôm nay tôi có hai tiết học sở thích. 今天我有两门兴趣课. Ở đây chúng ta có từ sư pháp. Sư pháp là thư pháp. Ngoài ra mình có từ tai chi quyền. Tai chi quyền là tai chi quyền là thái cực quyền. Thái chi quyền. Ví dụ, tôi có hứng thú với thư pháp và thái cực quyền. 我对书法和太极拳有兴趣. Hoặc là hôm nay chúng tôi có hai tiết học sở thích. 今天我们有两 两门兴趣课是书法和太极拳。Hai môn học, hai môn học sở thích. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hứng thú với lại vận động. Vận động là gì ạ? Vận động là có là môn thể thao. Từ này thì nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Nếu là động từ thì nó có nghĩa là vận động. Còn nếu là danh từ thì nó là thể thao. Và chúng ta cũng có thể dùng từ mấn để làm lượng từ cho từ yun tung. Ví dụ nhá. 今天
Công sổ Thái lệ Lệ là mệt Chính thiên công sổ thái lệ là Tha xiang Chú chú Tha xiang chú chú Yên động y xa Chú chú là đi ra ngoài Hôm nay công việc quá mệt Anh ấy muốn ra ngoài để vận động. Ý xa là gì ạ? Ý xa là một lát. Ta xiang chu chu, yun dong ý xa. Vậy thì yun dong ở đây nó sẽ là động từ. Nhưng mà Wǒ de ai hào shì yun dong. Sở thích của tôi là vận động hoặc sở thích của tôi là thể thao thì trong trường hợp này mình cũng có thể dịch từ yun dong là thể thao. 我的爱好是运动 và người ta sẽ nói là gì? 对身体好 ở đây mình có từ 身体 là gì? 身体 là sức khỏe hoặc cơ thể. Vậy thì 运动对身体好 vận động thì tốt cho sức khỏe. 运动对身体好 Thì sau đây chúng ta sẽ học một số những cái danh từ cụ thể để chỉ các môn thể thao.